Xin chào cả nhà. Các anh chị cô chú nhà mình có muốn sưu tầm các loại hoa lan rừng trồng thuần thì cả nhà mình nhớ theo dõi kênh, like kênh Lan Rừng Trọng. Và cả nhà mình cần muốn sưu tầm hỗ trợ gì cả nhà mình cứ nhắn tin về bên vườn sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ và chốt đơn nha. Hôm nay phiên bán hàng em lên cũng rất là nhiều dòng hoa lan, đang nụ cũng có mà cũng chuẩn bị hoa cũng có. Tại vì cả nhà biết sao không? Mùa này là bắt đầu là các dòng hoa lan nó đua nhau nó nở, nên là mà cả nhà mình cứ sưu tầm. Có những loại thì đang có nụ cũng có thì nó sẽ lát đác nở dần, có những loại thì bắt đầu nở từ giữa tháng 2, tháng 3 trở đi. Phiên hôm nay thì em lên nói chung là tình trạng cây đang nụ hay là cây đang sinh mắc nụ hay cây như thế nào thì em sẽ báo rõ cho cả nhà mình nha. Rồi đầu tiên là hôm nay em sẽ lên theo mã ít nha. Cả nhà mình chốt đơn thì lên cứ theo mã, thì bên em sẽ gửi chuẩn hàng. Cả nhà nhìn xem là toàn bộ đều sẽ có tem mã nên nha. Nên là các anh chị cô chú nhà mình cứ chốt theo mã giúp em, có thể chụp màn hình lại về nhà mình nhận hàng như thế nào thì có thể báo em. Hoặc là thứ hai là em nhiều đơn với lại nhiều cây không thể đi chụp từng cây cho mọi người được đó, nên cả nhà mình thông cảm giúp em nha. Cứ chốt theo mã sẽ gửi chuẩn cho cả nhà mình. Rồi đầu tiên là mã F1 nha. Em đang có là kim điệp xuân nè, đang nụ nha cả nhà. Kim điệp xuân này cả nhà nhìn xem là đang nụ rất là nhiều, đang sưng nụ này cả nhà xem nè. Đó, đang nụ ha, đang nụ rất là nhiều. Một chậu như thế này em chia sẻ cho cả nhà mình với giá là 95.000. Kim điệp xuân hoa màu vàng nha. Các anh chị cô chú, mình chưa biết cái mặt hoa này thì cả nhà mình tí nữa sau video thì em sẽ bình luận lên cái hình ảnh mặt hoa cho cả nhà mình tham khảo. Rồi, 95.000 kim điệp xuân đó, mã F1. Rồi tiếp theo F2 nè, kim điệp xuân 220.000. Cái này là em ghép trên một cái cục gỗ đã thuần này cả nhà, để trong thuần nè. Mà thứ hai nữa toàn bộ cả nhà nhìn xem nè, cây đang nụ. Cây đang nụ rất là nhiều, một giò như thế này đang sinh nụ rất là nhiều luôn rồi. 220.000 kim điệp xuân nha. Rồi tiếp theo F3. F3 200.000. F3 200.000 nha cả nhà ơi. Tình trạng cây thì cũng cây đã đang sinh nụ như thế này nha. Cây đang sưng nụ như thế này luôn rồi, nên cả nhà mình về là mình có thể mình chơi hoa sớm rồi nè. Ghép trên cục gỗ nhìn rất là tự nhiên luôn. Rồi 200.000 mà F3. Tiếp theo là F4 nè, kim điệp xuân. Tại vì sao biết không cả nhà, cây nó đang nụ, em cũng muốn chia sẻ tới cho cả nhà mình. Về mình cũng sắp có hoa mình chơi, mình chia sẻ rồi mình biết cái mặt hoa, biết đâu mình yêu thích mình có thể sưu tầm nhiều hơn cái dòng này. Rồi tiếp theo kim điệp xuân 300.000 mà F4 đang nụ hết 300. Nha cả nhà. Tình trạng cây đang nụ nhiều lắm, những cái giò này đang nụ nhiều đến khi có hoa nó sẽ thông xuống màu vàng, làm cho một cái cục gỗ nó rất là nổi bật luôn. Các anh chị cô chú nha, mình muốn sưu tầm những cái cục gỗ to hay những tác phẩm á, cả nhà mình có thể mình bình luận lên hoặc là có thể nhắn tin cho bên vườn nha. Tại vì có những cái giò lớn hay gì em không thể lên hết được, nên anh chị nào mình có nhu cầu làm quà biếu tặng thì cả nhà mình cứ liên hệ bên em. F5 là cũng là kim điệp xuân nha cả nhà ơi, cây đang nụ. Một cái giò này nữa nó sẽ tròn đều và rất là nhiều thân. Rồi 400.000, F5 400 nha cả nhà ơi. F5 400. Cả nhà nhìn xem nè, một cái giò rất là nhiều thân, nó xanh luôn. Rồi tiếp theo F6 nha, F6 330.000. F6 330 nha cả nhà ơi. Anh chị nào nhà mình yêu thích thì chốt ngay nha. Cây F6 đang sưng nụ nhiều lắm. Cây đang sưng nụ nha cả nhà. Về nhà là cả nhà mình có thể sớm chơi hoa nha. Rồi tiếp theo F7. F7 330 luôn rồi này cả nhà. F7 330 trời ơi. F7 330 trời ơi. Chốt ngay nha, một cái giò ghép gỗ nhìn nó rất là cô hồn luôn. 330.000. Rồi F8. F8 220.000 cũng là kim điệp xuân nha cả nhà. Vẫn cũng là kim điệp xuân này. 220. Rồi, cây đang nụ nha cả nhà ơi, kim điệp xuân 220.000. Đó, các anh chị cô chú như mình có thể sưu tầm những cục gỗ như thế. Còn cái phí ship cả nhà mình thanh toán cho bên bưu điện giao hàng tận nhà là 40.000 một thùng nha. Mình có thể lấy 2-3 cục dồn được một thùng thì phí ship nó rất là lợi. Còn những cục to thì cứ một thùng thì 40.000, nó cũng rất là lợi cả nhà ơi, ghép gỗ nó nặng á. Rồi tiếp theo F9 nè, 220.000 nha. F9 220, kim điệp xuân đang nụ. Kim điệp xuân đang nụ nha, 220.000. Rồi tiếp theo là F10 nè. F10 90.000 cho một cái khúc nguyên bản cẩm cù nè, cẩm cù hai thơm nè nha. Anh chị mình muốn sưu tầm cái dòng cẩm cù này lấy cái cục này nha. 90.000 mà F10. F10 90.000. Rồi F11 300 này cả nha, cẩm cù nè, đang có hoa nha, kèm theo một cái tổ rồng ở trên đây. Kèm theo một tổ rồng ở trên đây này cả nhà ơi, một cái cục như thế này 300.000 nha. Anh chị nè, nhà mình muốn sưu tầm mình về mình treo cho sân vườn trong nhà thì cả nhà mình chốt ngay cái giò này nha. Rồi tiếp theo F12 290.000 một cái cục tổ rồng này cả nhà. F12 cục này nó đang bắt đầu là đi râu nè. Đó, cái này cái bên em đã trồng thuần rồi nha. 290.000 tổ rồng. Rồi tiếp theo một cục tổ rồng nữa, F13
350.000 nha. F13B50 nè. Cái này khai thác nguyên bản đó cả nha. Ở đây còn một số rau 350. Cái giọt nước ở dưới đây nè. Rồi 350.000. Anh chị nào mình yêu thích thì mình chốt những cái cục như thế này, mình về mình trang trí cây xong trong nhà ha, trang trí sân vườn. Rồi tiếp theo là F14 190.000. Đang có mấy cọng tam bảo sắc nè. Tam bảo sắc có cẩm cù nữa, nói chung cũng nhìn rất là xanh. Rồi 190.000. Anh chị nào mình yêu thích mình chốt thương mã giúp em nha. Rồi tiếp theo. Rồi F15 nha cả nhà ơi. Em có đang có một cặp hoàng phi hạt. Hoàng phi hạt đang nụ nè. Em đang có một cặp hoàng phi hạt đang nụ F15. Em chia sẻ cho cả nhà mình là 200.000 hai chậu như thế này nha. Một F15, cặp này giá 200.000. Anh chị nào mình muốn sưu tầm cái dòng hoàng phi hạt, cái dòng hoa bền, cây khỏe thì sưu tầm cặp đó ha. Rồi F16 90.000 một chậu nha cả nhà ơi. F16 90.000 một chậu hoàng phi hạt đang nụ nha. 90.000 một chậu hoàng phi hạt đang nụ nè. Một chậu nha cả nhà. Một chậu. Em đang có mấy chậu, anh chị nào mình muốn thì mình có thể mình gộp đơn mình lấy mỗi thứ một ít nha. Rồi tiếp theo F17 101 một chậu nè, cây đang nụ nha cả nhà. Cây đang nụ như thế này. Đó, em quay lên cho cả nhà mình xem nè, nay em cũng đang có mấy chậu nó đang nụ đẹp á, nên em sẵn em chia sẻ cho cả nhà mình luôn. 101 một chậu thôi. Nó có nhiều size lắm cả nhà ơi, nó nhỉnh ví dụ như là 101, 103, 150, 170 vậy, nó nhỉnh một chút thì cây nó chênh lệch thôi. Chênh lệch chút thôi không đáng kể, nhưng cả nhà mình yêu thích cái dòng này thì chốt theo mẹ giúp em nha. Rồi tiếp theo là F18. Cây thân dài đẹp nè. 140 một chậu, cũng là hoàng phi hạt luôn nha cả nhà. Hoàng phi hạt đang nụ nè. F18 cây cao khỏe đẹp. Rồi đang lên mầm gốc nữa nè cả nhà ơi, quá là giá trị luôn đúng không ạ? Rồi hoàng phi hạt. Hoàng phi hạt thì cái dòng này hoa nó nở khá là bền luôn đó ạ. Rồi tiếp theo em đang có một cái cục hoàng phi hạt nè. Cục này 420 nha cả nhà ơi. Cục này 420 đang có hoa. Đang có hoa, nó kèm theo một vài thân mắt đen nè. Nó kèm theo một vài thân hoàng phi hạt mắt đen á. Mắt đen là một cái dòng đột biến hoa của hoàng phi hạt đó cả nhà. Rồi F19 420.000 cho một cái cục hoàng phi hạt ghép gỗ nha cả nhà. F19 420. Rồi tiếp theo là F20, một cái cục hoàng phi hạt mắt đen nè. Hoàng phi hạt mắt đen là cái dòng đột biến hoa của hoàng phi hạt á cả nhà. Nhìn cái bông hoa nhìn nó rất là chắc ha. Nhìn nó rất là cứng cáp luôn. Rồi một cái giò ghép gỗ như thế này. Đó cả nhà nhìn xem cái dòng này lá nó rất là khỏe, thân cây nó cũng rất là khỏe nè. Rồi một giò như thế này 550, mã F20. F20 550.000. Rồi tiếp theo F21 nè. F21 cũng là hoàng phi hạt luôn, ghép gỗ nha cả nhà. Cái này thì ghép trên đây cả nhà, mình có thể mình đặt lên trên bàn được đến khi có hoa ha. Tình trạng thì cây đang nụ này cả nhà. Cây đang nụ nha. Rồi F21 650.000. Mầm gốc đang lên nè, cây đang nụ nè, mầm gốc cũng đang lên khỏe đẹp, một cái giò xanh như thế này. F21 650.000. Quá trời luôn ha cả nhà ơi. Rồi tiếp theo F22. F22 lên cho cả nhà mình là cái dòng hoa lan thập hoa nha. Hoa lan thập hoa nè, nó đang có nụ nha cả nhà. Nó đang có nụ nè. Cây đang nụ nè, hoa lan thập hoa. Rồi 290 nha. Một cái giò xanh nè cả nhà ơi. 290. Một cái giò xanh luôn nha. F22 290. Rồi tiếp theo F23 cũng là một cái cục thập hoa nữa. Rồi cũng một cục thập hoa nữa nha cả nhà ơi. 330.000. 330. Anh chị nào mình yêu thích cái dòng thập hoa 330 lấy cái cục này ha. Nhìn nó rất là tự nhiên luôn, nó nhúng ở trên rừng về vậy á. Rồi, F23 này thôi em đi vô này. Rồi tiếp theo F24 130.000. F24 130 là em đang có một ít cái nghinh xuân giống nhỏ á. Em ghép trên cây như thế này nè, anh chị nào nhà mình muốn sưu tầm cái dòng này, sau này nó cho hoa nó thòng xuống nó rất là tự nhiên luôn. Rồi F24 130.000 nha. F24 nghinh xuân giống 130.000. Cây đó thì cả nhà mình về trăm năm sau là đã có thể cho hoa rồi nha. Rồi tiếp theo lên cho cả nhà mình là hoa lan Hải Yến nha. Hoa lan Hải Yến thì hoa trắng tím nè. Em đang có hai chậu, chia sẻ cho cả nhà mình là giá 170.000 một chậu. Rồi F25 nha cả nhà ơi, 170.000 một chậu. F25 anh chị Hải Yến 170 một chậu. Anh chị nào nhà mình yêu thích thì mình chốt ngay nha. 170.000 chậu rồi giá rất là mềm luôn đó cả nhà. Em chia sẻ cho cả nhà mình thôi. Dòng hoa lan Hải Yến thì giờ chuẩn bị từ tháng 3 trở đi là cả nhà mình đã có thể chơi hoa nha. Rồi tiếp theo F26 nó sẽ dày cây hơn nha cả nhà. F26 200.000 một chậu, vẫn là hoa lan Hải Yến. Hoa lan Hải Yến thì dòng này thì giờ hoa màu trắng tím nha. Hoa màu trắng tím, hoa hướng lên trên trời, nhìn nó rất là tươi.
hoa trắng tím. Rồi tiếp theo F27 nè, là cái dòng dendro đột biến hoa trắng nha cả nhà. Dendro đột biến trắng, hoa màu trắng đang lên quá trời nụ luôn. Cả nhà mình về có vừa có một cái giống cây thuần khỏe đẹp nè mà đang có nụ hoa chơi luôn nữa, bỏ trên bàn thì quá là sang trọng luôn đó ạ. Rồi F27 600 nha. Một cái chậu dendro đột biến hoa trắng nha. Rồi F28 hoa lan đuôi chồn đang nụ. Hoa lan đuôi chồn đang nụ này cả nhà ơi, đang nụ quá trời luôn, có thân trong đây nó đang hai nụ luôn. Rồi F28 300 nha. F28 300. Hoa lan đuôi chồn đang nụ nha cả nhà. Rồi tiếp tục lên cho cả nhà mình một cái giò hoàng phi hạt nè. Hoàng phi hạt mà F29, cái này em phải đi xa ra một chút. Em đi xa ra một chút để cho cả nhà mình ngắm kỹ form cây nè. Em cầm thì nó đã to hơn nửa người của em luôn rồi. Rồi F29 750.000 đang nụ rất là nhiều nha cả nhà ơi. F29 750.000 đang nụ rất là nhiều nè. Nụ nè. Nụ rất là nhiều về nhà cả nhà mình, treo xum xuê luôn cả cái nhà luôn đó ạ. Rồi F29 750 nha. Hoàng phi hạt, cái giò đó rất là giá trị đó cả nhà. Cái giò đó như cả nhà mình thấy, như cái giò đó như cả nhà mình mua phí ship 40.000 thì thật sự rất là lợi luôn đó ạ. Vừa đó là phải đóng một cái thùng dài, thùng to luôn rồi. Rồi tiếp theo là F30 nè, quê trắng tháng 8, 380.000. F30 quê trắng tháng 8 nha cả nhà ơi. F30 380.000. Quê trắng tháng 8 thì hoa cực kỳ thơm. Quê trắng tháng 8 rừng cờ bang Gia Lai nha cả nhà ơi. Rồi tiếp theo F31 480.000. Cái giò này thì nó to hơn và nó xung xê hơn nha cả nhà ơi. F31 480.000. Anh chị nè, mình muốn một cái giò to để sau có cho hoa nó nhiều, nó thơm thì cả nhà mình lấy cái giò 480 đó nha. Rồi tiếp theo, rồi F32. F32 là một cái chậu chuỗi ngọc đang nụ nha cả nhà ơi, 490. F32 490.000. Cây đang nụ nha. 490. Cây đang nụ cả nhà nhìn xem nè, form cây cực kỳ khỏe luôn. Cây đang nụ đây ha. Rồi 490.000, F32 hoa lan chuỗi ngọc. Rồi tiếp theo, F33. F33 cũng là hoa lan chuỗi ngọc luôn. Chậu này ghép trên một cái chậu gỗ này cả nhà ơi. Rồi 700.000 hoa lan chuỗi ngọc nha cả nhà. Cái này giờ dòng này 700. Thì nó sẽ xòe xuống, cả nhà mình có thể mình neo lên cũng được, còn không mình để cho nó xòe cả nhà xem nè. Cây đang nụ, một cái giò này bung ra rất là xinh luôn. Giò này bung ra rất là xinh, cái dòng hoa lan chuỗi ngọc cả nhà biết mặt hoa chưa? Tí nữa em sẽ đưa cho cả nhà mình xem một số chậu hoa lan chuỗi ngọc nữa tại vườn nhà em. Nó đang cây màu xanh vậy thôi chứ đến khi có hoa thì thật sự rất là tươi tắn luôn đó. Rồi tiếp theo F34 hoa lan đuôi chồn 590.000. Cây đang nụ nha cả nhà. F34 590.000. Em thấy là đang có nụ nè, 1 2 nụ, 3 nụ, 4. Ồ cũng khá nhiều nụ, 5. Khá là tròn đều luôn cả nha. Một cái chậu đuôi chồn nè, ghép tròn đều mà đang nụ nữa, đến khi là thầm cái chuỗi hoa xuống thì quá đẹp luôn. Rồi F34 590 hoa lan đuôi chồn. Rồi tiếp theo cả nhà ơi, F35 Sơn Thị Tiên ghép trên một cái thớt gỗ như thế này. Giá chia sẻ cho cả nhà mình là 340.000. F35 Sơn Thị Tiên ơi, Sơn Thị Tiên. Sơn Thị Tiên thì dòng này nó sẽ cho hoa từ tháng 3 cả nhà nhìn xem nè. Những cái mắt nụ nó đang sưng rồi nè. Cái dòng này thì cả nhà mình sẽ sớm có hoa chơi thôi. Rồi tiếp theo là F36 380.000 nha cả nhà. 380 cả nhà nhìn xem nè. Con cây gì cũng rất là ok đúng không? Ghép trên một cái thớt gỗ cả nhà nhìn xem, cái nền rêu nè, rễ bám như thế này luôn rồi. Nên cả nhà mình mua cái hàng gọi là hàng trồng thuần thì không cần phải lo lắng gì nữa hết nha. Rồi F36 380. Bên em thì nói chung toàn bộ là chăm sóc hữu cơ thôi cả nhà nhìn xem. Phân thì cũng dùng phân hữu cơ, có thể dùng phân cá rồi thay phiên giữa các loại phân hữu cơ. Nên là cả nhà mình về cần tư vấn hỗ trợ thì có thể cứ nhắn bên vườn để vườn tư vấn cho nha. Rồi F37 180.000 nhất điểm hoa. Cây đang nụ. F37 180. Quá trời nụ luôn nè cả nhà ơi, quá trời nụ luôn á. Rồi 180.000. Rồi chầm rồng đỏ em đang có một chậu đang nụ này, 70.000 một chậu duy nhất. Anh chị nào nhà mình yêu thích thì chốt ngay nha. 70.000. Chầm rồng đỏ 70.000. Rồi tiếp theo là ngọc gì em quên rồi, long tu. Long tu ba màu, do cái dòng này nó cũng khá ít giống lắm cả nha. Nó cũng khá hiếm á. Rồi long tu ba màu đang hoa nha cả nhà, đang nụ chứ. Cây đang nụ 250.000. Mẹ này là F39. F39 cây đang nụ nè, mầm gốc đang lên luôn rồi. F39 250 quá là ok luôn rồi ạ. Rồi tiếp theo là F40. F40 là quế tím nha, bên em để thuần ghép trên một cái cục gỗ nè, rễ đã bám gỗ như thế này luôn rồi. Chia sẻ cho cả nhà mình là 260.000. 260 nha cả nhà ơi, quế tím.
nguyên tím mùi thơm và thơm nha cả nhà, thơm và cái màu tím của nó là cực kỳ nổi bật luôn đúng không ạ. Rồi 260.000. Tiếp theo cục quế tím nè, cây này thân sẽ to hơn và đang nụ nhiều nha cả nhà. Cái này là F41 480.000. Em thấy là toàn bộ đang nụ nè. Nè cả nhà nhìn xem, trong nách lá đang nụ nè. Cây đây cũng đang nụ ngay nách lá nè. Dưới đây cũng đang nụ nữa nè cả nhà. Sưu tầm ngay cái giò này ha. Rồi F41 480.000. Quế tím nha cả nhà ơi, quế tím đang nụ nha. Đang có phải cũng phải 3-4 nụ gì đó. Anh chị nào nhà mình yêu thích thì chốt ngay nha. Rồi tiếp theo là hoàng thảo vạch đỏ. Các anh chị cô chú nhà mình sưu tầm những cái dòng lan này thì mỗi thứ một ít rồi, để tới cái mùa hoa á, mình ngắm hoa cho nó thích nha cả nhà ơi. Rồi F42 hoàng thảo vạch đỏ 180.000. Ghép trên một cái cục gỗ như thế này cả nhà nhìn xem nè, nhìn nó vẻ đẹp rất là tự nhiên đúng không ạ? Rồi 180.000. Rồi tiếp theo F43 cũng là hoàng thảo vạch đỏ luôn, giò này xum xê hơn một chút, 240.000 nha cả nhà ơi. Cả nhà nhìn xem phong cây rất là tự nhiên nha. Rồi 240.000 hoàng thảo vạch đỏ. Tiếp theo, rồi cái mã cuối cùng F44, em xin lỗi, mã cuối cùng F44 nha cả nhà. Hôm nay lên 44 mã nè. Rồi mã cuối cùng chia sẻ cho cả nhà mình giá 270.000 hoàng thảo vạch đỏ, ghép trên cục gỗ đã thuần như thế này, để sao cho cả nhà mình ngắm phong cây ha. Đây này nó to lắm cả nhà. Nè, cầm xoay cho cả nhà mình xem. Rồi cái mẹ đây sẽ là cái mẹ cuối cùng luôn rồi. Các anh chị cô chú nhà mình tranh thủ, mình yêu thích cái mẹ nào thì mình chốt nhanh nha. Rồi em xin chào và tạm biệt cả nhà ạ.